Theo CNN, Facebook đã bắt đầu tham gia cuộc đua di động tại Ấn Độ, đất nước có hàng trăm triệu người dùng Internet bằng cam kết cung cấp Wi-Fi giá rẻ. Mạng xã hội khổng lồ này cho biết họ đang chuẩn bị tung ra 20.000 điểm nóng Wi-Fi trên khắp Ấn Độ trong vài tháng tới, thông qua sự hợp tác với nhà cung cấp dịch vụ di động của Ấn Độ là Bharti Airtel. Facebook đã thử nghiệm dịch vụ này gần 2 năm nay. Khách hàng có thể đăng ký gói cước Wi-Fi theo ngày, tuần hoặc tháng với giá khoảng 10 rupee, 0,15 đô la Mỹ một ngày. Facebook đã hợp tác với các nhà cung cấp di động khác của Ấn Độ để bán Wi-Fi tại 700 điểm nóng trên 4 bang. Hướng đi của Facebook khác với đối thủ là Google, vì Google cung cấp các điểm Wi-Fi miễn phí tại 100 ga xe lửa Ấn Độ.